Thưa quý vị, những ngày gần đây, khi số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao vượt mức 2.500 ca mỗi ngày, người dân lo lắng đổ xô đi mua kit test nhanh về để tự test COVID-19. Điều này khiến cho kit test nhanh tăng giá và xuất hiện tình trạng khan hiếm. Các chuyên gia y tế khẳng định, việc test hàng ngày là rất lãng phí và không cần thiết. Ngay cả khi tiếp xúc gần với F0, không cần test ngay mà chỉ cần test vào ngày thứ 5 hoặc khi có triệu chứng. Phóng viên truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Thọ để giải thích cụ thể hơn về vấn đề này. Trên xin bác sĩ cho biết đối với những trường hợp F1 và F0 thì nên lấy xét nghiệm COVID-19 vào những thời điểm như thế nào? Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế thì đối với những trường hợp F1 thì sẽ làm xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 5. Và đối với trường hợp F0 thì là sẽ làm xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Những cái trường hợp mà tiếp xúc gần với F0 thì cũng không nên là test ngay, bởi vì khi test ngay như vậy thì kết quả nó vẫn chưa cho chính xác, bởi lẽ là nếu mà chẳng may mà có nhiễm virus thì virus vào cơ thể cũng phải có thời gian nhân lên trong cơ thể và đã đạt đến một mức độ nồng độ nhất định nào đấy thì nó mới có khả năng là có kết quả chính xác được. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì nhiều gia đình có thói quen là test COVID-19 hàng ngày cho người thân trong gia đình. Theo bác sĩ thì điều này có cần thiết hay không ạ? Cái việc làm này là không cần thiết, chỉ nên test là khi có triệu chứng. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục mà cứ mua test về để test cho gia đình mà hàng ngày thì nó sẽ gây cái tình trạng là khan hiếm, hiếm test và nó sẽ rất là lãng phí, không cần thiết và nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc chiến lâu dài phòng chống COVID của chúng ta. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì bác sĩ khuyến cáo như thế nào đối với người dân để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh? Dịch bệnh nó đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh của chúng ta thì cái điều quan trọng là người dân cần phải thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Khi đã tiêm đủ 2 mũi hoặc là 3 mũi thì cũng không nên chủ quan trong cái việc là phòng tránh và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bởi vì khi đã tiêm rồi thì cũng vẫn có khả năng mắc. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.